Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Vay Thử Xổ Số Miền Trung thứ năm ngày 27 tháng 6 năm 2024. Thứ năm ngày hôm nay gồm có 3 đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Giải 8 Bình Định 82, giải 8 Quảng Trị 32, giải 8 Quảng Bình 85. Còn có các giải 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú, đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.